Xin chào 500 anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với HD Tộc Shonen, nơi mà tôi cùng các anh em tiếp tục khám phá bộ manga về đề tài võ thuật dài hơi 3 kỳ. Trong những ngày hè oi ả nóng đến chảy cả mỡ, ngồi trong điều hòa và xem tôi nói về những anh chàng chất như nước cất trong series thì tuyệt cú mèo còn gì. Và trong video của ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu tới các anh em người khổng lồ cỗ máy cắn Jack Hanma, con trai cả của dòng họ mấy đời độc đinh mang sức mạnh quái vật Hana. Một về thân phận, Jack Hanma hay còn có tên là Jack Hammer là một nhân vật trong series Baki của tác giả Keisuke Itagaki. Anh là một vận động viên hầm hố đến từ Canada và là con trai của Yujiro Hanma và Diane Neal, một đặc vụ người Canada của Liên Hợp Quốc mà Yujiro đã gặp trong chiến tranh Việt Nam. Giống như em trai của mình, Baki Hanma từ nhỏ Jack đã mong muốn vượt qua cha mình về sức mạnh và khả năng võ thuật. 2. Về ngoại hình, Jack Hanma là một người có thân hình to lớn vạm vỡ với các cơ bắp cuồn cuộn trên khắp cơ thể. Anh sở hữu một quả đầu đinh vàng chói lọi, chất chơi người rơi và chiều cao cực khủng. Các đặc điểm của ngoại hình của Jack bao gồm đôi mắt xanh, ánh nhìn xuyên thấu và lông mày khá lớn. Có thể nói, Jack rất giống Yujiro về ngoại hình và vóc dáng của anh, thì giống ông nội Yuichiro Hanma của mình, điều duy nhất mà Jack có từ mẹ là màu tóc của bà. Lúc đầu khi mới được giới thiệu, anh chỉ cao 1m93 nhưng sau đó, nhờ tình anh em bạn bè với Kureha Shinogi mà không cần chi đến mấy tỷ, Jack đã được cải tạo cơ thể và kéo chân free từ 1m93 lên 2m13, rồi thì lên đến 2m43. Không những thế, Jack còn là người chơi vàng trong làng nói không với cầy chay và ưa nạp VIP để buff sức mạnh cho cơ thể. Xưa kia, khi còn trong hình dạng một boy cao gầy lêu khêu da bọc xương, hệt như hình hài của mấy đứa phê thuốc luôn mồm lý luận, mình chỉ đang thưởng thức quốc hồn quốc túy. Jack cũng ngày ngày giờ giờ check in ở phòng tập gym với đám bạn, nhưng rồi, anh cũng từ bỏ phương pháp không mấy hiệu quả này mà chuyển sang cắn thuốc cho nhanh. Thời gian là vàng là bạc, được rush được thì cứ rush, mặc nhân sinh. Thế là bằng việc sử dụng 7749 loại thuốc, từ tiêm đến uống, nhai như nhai kẹo, Jack đã thành công có được thân hình vạn chị em mê như hiện nay cùng sức mạnh ghê gớm. Cái cơ bắp này mà đập tôi một phát thì chắc cú tôi sẽ được một slot lên đổi thông hai bộ để ngắm hoàng hôn, chưa hệ nào vip như này ai mà độ được. 3. Về tính cách, Jack là một người nghiêm khắc và thô bạo, là một người theo đuổi cái mạnh để đạt được mục đích, kể cả phải xuống tay với chính bản thân. Trong quá khứ, dù sở hữu thân hình gió thổi lá lay, nhưng không vì thế mà anh lười biếng trong việc luyện tập. Điển hình như việc anh có thể đấm bao cát trong 12 giờ đồng hồ mà không ăn, không nghỉ, thậm chí không thèm sử dụng cả nhà vệ sinh và sẽ nâng tạ cho đến khi nào sức cùng lực kiệt, bản thân không chịu đựng nổi nữa. Vì muốn đạt được sức mạnh mà không ngại về sử dụng các chất kích thích và cải tạo chính cơ thể của bản thân, bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ là sử dụng quá đà sẽ gây ảnh hưởng đến tuổi thọ. Khi đã trúng giải đặc biệt rồi thì để ý gì đến mấy con lô, đã quen với sức mạnh rồi thì chả ai muốn quay về thời kỳ yếu như Sen cả, thế nên người ta diet, ăn eat clean để giữ dáng. Còn Jack thì làm bạn với kim tiêm thuốc clean, may mà nhờ có những thuốc gánh còng lưng chứ không phải cường độ luyện tập như vậy, Jack phải lên bàn thờ ngắm khỏa thân từ lâu rồi. Đối với bản thân còn tàn nhẫn như vậy thì thử hỏi làm sao Jack đối với người khác nương tay được đây. Nói về hành vi, Jack chiến đấu như một con thú hoang thực sự hơn là một võ sĩ. Mức độ hoang dại của Jack có thể được so sánh với người tiền sử Pickle, người 8 lạng, người 0,5kg. Cả hai đều yêu thích phong cách ăn đu đủ không cần thìa. Thi đấu thì cắn đối thủ một cách bạt mạng có gì cắn đấy. Pickle còn có thể giải thích là do cuộc sống nguyên thủy đã quen kiểu ăn lông ở lỗ. Chứ còn Jack thì tôi chả biết phân trần kiểu gì bó tay chấm com thôi. Điển hình như việc đối thủ nào đối với Jack sau trận nhìn cũng đều tàn một đời hoa cả. Từ Sergio Silva, đô vật người Nga, Kengo Misaki, bậc thầy Kempo của Nhật cho đến Alexander Golan, chiến binh mạnh nhất nước Nga. Giống như người em trai Baki của mình, mục tiêu lớn nhất của Jack là hạ gục vị cha già kính yêu đã cưỡng hiếp và bỏ rơi người mẹ của anh. Sau thất bại dưới tay Baki, anh trở nên khiêm tốn và thân thiện hơn với người em cùng cha khác mẹ. Anh học cách bình tĩnh và trở nên thân thiện hơn với người khác, chứ không hở ra một tí là xòe skill đánh người nữa. Jack là một người luôn nỗ lực hết mình và cố gắng thay đổi sau những trận thua. Sau khi bị Izo Motobe đánh bại, Jack tự cải thổ bản thân và hiểu rằng mình sẽ không bao giờ mạnh như ý muốn nếu chỉ tập trung vào sức mạnh vũ phu. Jack hiểu rằng anh cần phải học cách chiến đấu nhiều hơn, phải bớt đi phong cách chiến đấu thô bạo, nếu không thì anh mãi mãi chỉ là người dậm chân tại chỗ, không bao giờ có thể khá lên được. 4. Về quá khứ và hoàn cảnh xuất hiện. Mẹ của Jack là một điệp viên bí ẩn tên là Diane Neal, có nhiệm vụ tiêu diệt Yujiro Hanma trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Khi yêu tinh phát hiện ra rằng Diane là người phản bội mình, ông quyết định trả thù và cưỡng hiếp Diane. Đó là cách Jack được sinh ra. Chính vì vậy, kể từ khi còn rất nhỏ, Jack đã mong ước có thể vượt qua cha mình là Yujiro Hanma với sức mạnh và khả năng võ thuật để cho vị cha già kính yêu kia biết thế nào là lễ độ vì dám đối xử như vậy với mẹ của anh. Tuy nhiên, ngay cả khi anh đã lớn và là một chiến binh rất mạnh, thì mong ước đó vẫn chỉ dừng lại ở mức ước mong. Nỗi ám ảnh về việc đánh bại người cha đáng ghét của mình đã dẫn đến việc Jack tập luyện quá sức tại các phòng tập thể dục chiến đấu khác nhau, khiến các cơ trên cơ thể của anh bị suy giảm. Anh chỉ còn da bọc xương vì cơ thể đã bị hủy hoại do tập luyện quá sức. Sau cuộc gặp gỡ với nhà khoa học tên là tiến sĩ John, người đã chứng kiến cảnh Yujiro giết một con gấu Bắc Cực, nhà khoa học đã hứa với anh rằng Jack sẽ có một cơ thể và sức mạnh tuyệt vời nếu anh chịu sử dụng thử một loại thuốc đặc biệt. Vì quá nóng lòng đánh bại Yujiro Hanma, Jack đồng ý ngay tắp lự và đạt được những kết quả tuyệt vời giống y như cam kết. Tuy nhiên, sau khi đã quen với việc cán thuốc, Jack bắt đầu sử dụng quá liều khiến anh càng trở nên bất ổn về tinh thần.
Jack tham gia vào đấu trường ngầm và chiến đấu với những chiến binh mạnh mẽ với mong muốn nhanh chóng đạt được sức mạnh để chống lại cha mình, Yujiro Hanma. Đối thủ đầu tiên của Jack là Sergio Silva, đồ vật người Brazil. Cuộc chiến này khá ngắn và rất phiến diện khi Sergio hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước sức mạnh hủy diệt của người Canada. Sergio Silva không có một chút cơ hội nào để chống lại Jack, bị Jack đánh bại bởi đúng một cú đấm vào cằm xoay 360 độ trên không trung, rồi rơi lả tả như biết dụng. Ở vòng thứ hai, đối thủ của Jack là Kengo Misaki, bậc thầy Sorinji Kenpo của Nhật Bản. Misaki thử các kỹ thuật Sorinji Kenpo của anh ấy, nhưng với Jack dường như chỉ là mũi đốt inox không mấy hiệu quả, còn Misaki thì lại thương tích đầy mình do phải hứng chịu kỹ thuật cắn một cách kín đáo của Jack. Misaki cố gắng dùng một kỹ thuật Kenpo khác để cố gắng đưa Jack tấm vé mất lượt khỏi giải đấu, tuy nhiên sau đó anh ta lại bị Jack dễ dàng hạ gục bằng một cú đấm tàn bạo. Ở vòng thứ ba của giải, Jack đối đầu với Alexander Garland, một đô vật với thành tích vô tiền khoáng hậu với hơn 6.000 trận bất bại. Dù hơi khó khăn một chút nhưng cuối cùng, Jack vẫn đánh bại anh ta bằng cách cho Garland một vé bay miễn phí đâm thẳng vào hàng rào cùng việc bonus cho vị đô vật mạnh mẽ một cú đấm móc từ dưới hàm và một cú đấm thẳng vào tim. Bị đánh thế này thì còn chơi bời gì được nữa. Sau những cú đánh đó, Garland phun máu đầy mặt Jack và nhanh chóng nằm bất tỉnh nhân sự. Ở bán kết, đối thủ của Jack là Shibukawa Gouki, một bậc thầy của Aiki. Jack điên cuồng tấn công Gouki nhưng đều bị quật ngã. Sau cùng, Jack đã tìm ra cách để đối phó với kỹ thuật của Gouki và giành được chiến thắng. Sau bao vất vả, Jack cuối cùng đã lọt vào chung kết để chiến đấu với người em trai cùng cha khác mẹ Baki Hanma. Nhưng có lẽ anh đã dùng hết may mắn cho những trận đấu trước đó. Trong trận đối đầu với Baki, Jack bị nôn mửa vì dùng thuốc quá đà và bị Baki hạ gục. Sau trận chiến ở đấu trường ngầm, Jack lại tiếp tục chiến đấu để cải thiện sức mạnh của mình. Jack gặp Sikorsky, kẻ giết người hàng loạt, một trong năm tử tù đã trốn thoát khỏi ngục và cho hắn nếm thử mùi vị của việc ăn hành sấp mặt. Một Ally Junior cũng phải trải qua cú sốc mất lưỡi đầu đời chỉ vì dại đi thách thức con quái vật khổng lồ Jack Hanma. Đã quá chán vì chưa tìm được đối thủ xứng tầm, khi nghe tin người tiền sử Pickle xuất hiện, Jack đến và lao vào chiến đấu với Pickle, bất chấp việc chênh lệch sức mạnh của hai người, điều tất nhiên là Jack thua ngay sau đó. Cũng phải thôi, Baki nhờ hào quang nhân vật chính cộng với việc vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt mới thắng được Pickle, còn Jack Hanma thì chỉ có cái nịt thôi. Sau trận thua này với phương châm thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta bày keo khác, Jack Hanma lại đi trên con đường chiến đấu để trau dồi kỹ năng. Đối đầu với Izomotobe và Monino Tsukune 2. 5. Về sức mạnh và khả năng. Sức mạnh của Jack được thể hiện nhiều lần trong bộ truyện. Anh đánh bại tên tội phạm Sikorsky trong bốt điện thoại công cộng bằng một cú đấm mạnh đến nỗi phá kính và văng cả bốt điện thoại. Mặc dù lúc này trong bốt điện thoại đang chịu trọng lượng của cả ba người đàn ông cao to vạm vỡ, nhận nhiều đòn từ Mod Ally Junior và đánh bại anh ta, cuối cùng còn bonus thêm cú đấm làm biến dạng khuôn mặt, thậm chí còn đứt cả lưỡi của Ally Junior. Chiến đấu với Pickle bất chấp sự khác biệt về sức mạnh và khiến người đàn ông đã đánh bại T-Rex phải sợ hãi bỏ chạy vì cách chiến đấu của Jack y hệt như người trở lại từ cõi chết. Cơ thể Jack mạnh đến nỗi có thể chịu được những liều thuốc mạnh và những lần cải tạo bản thân. Mặc dù sử dụng thuốc quá đà, nhưng cơ thể của Jack vẫn có thể chịu đựng được. Với việc sử dụng thuốc, Jack có xu hướng chiến đấu như một con thú hoang và có quyết tâm cao độ để kết thúc trận chiến cho đến cùng. Quyết tâm cao độ và sự hung dữ của anh trong trận chiến cho phép Jack tiếp tục chiến đấu ngay cả khi bị thương nặng, còn thở là còn gỡ. Chẳng hạn như khi anh thuốc nạp VIP của Jack hết hạn, phải nô mật xanh mật vàng trên sàn đấu trở về với cơ thể tong teo trong trận chiến với Baki và khi Jack bị Pickle xé toạc phần dưới của da mặt. Sức mạnh của Jack còn được thể hiện qua kỹ thuật mà anh sử dụng, điển hình như là cắn và lực cắn của anh ngang với một con cá sấu, đủ cứng để có thể dùng răng nghiền nát gỗ một cách dễ dàng như cắn một miếng đậu phụ. Trong trận chiến với bậc thầy Aiki Shibukawa Gouki, Jack đã chứng tỏ sức mạnh hàm răng và lực cắn của mình qua việc cắn nát một quả dừa. Jack có thể ăn cả một con lợn quay trong 10 giây và có thể nhai xương của món bít tết như nhai một bánh quy nhờ vào sức mạnh đáng kinh ngạc của hàm răng. Vết cắn của Jack đủ mạnh để gây sát thương cho Izumotobe khi ông mặc chiếc áo làm từ aramid fiber. Nó được dùng làm thân máy bay, dây neo cho khinh khí cầu và làm lốp xe, thậm chí là chống được cả bom nổ và dao đâm, mặc dù là Jack cũng rơi vào hoàn cảnh lợi ơi vĩnh biệt răng đi nhé. Cho dù sử dụng vũ lực để chiến đấu, nhưng đôi khi, Jack là một chiến binh rất có chiến thuật và đủ thông minh để chống lại và vượt qua đối thủ của mình. Điển hình như việc Jack khiến Chiharu Chiba bất tỉnh bằng một kiểu giữ đặc biệt, trong đó, Jack ấn hai ngón tay vào các điểm quan trọng nằm ở cổ họng của đối thủ và cũng là lúc anh ta tìm ra điểm yếu của Aiki sau nhiều lần bị ném và dùng chiêu tương tự để đánh bại Gouki Shibukawa. Trong cuộc chiến với Pickle, Jack đã cố gắng dùng ngón tay giữa của mình và tai của Pickle xuyên qua não của anh ta. Anh ta sử dụng điều này như một đòn tấn công cuối cùng bởi vì anh bị đánh gục và sử dụng tinh thần chiến đấu của mình để kích hoạt kỹ thuật này. Động thái này có thể đã giết chết Pickle nếu người thượng cổ khổng lồ không cảm nhận được cuộc tấn công sắp tới của Jack. Kể từ khi thua kiến thuật cổ xưa của Motobe, Jack đã có những cải tiến với cơ thể của mình, nhất là hàm răng, để sử dụng kỹ thuật cắn một cách hoàn hảo nhất. Vì cắn là kỹ thuật đặc trưng của Jack nên nó đã trở thành môn võ theo đuổi của anh ấy và anh ấy đã cống hiến hết mình cho nó. Jack cũng đã phẫu thuật cấy ghép một bộ răng thai thần nhân tạo đầy đủ vào miệng vì anh ta đã mất hết răng ban đầu trong trận chiến với Motobe.
Sau khi có cho mình bộ răng bàn Titan, anh lại điên cuồng tập luyện để sử dụng nó một cách tốt nhất, cắn chặt răng mình vào chiếc khăn và treo cả cơ thể khổng lồ trên cây, nâng tạ bằng răng, vân vân và mây mây. Sau này anh hoàn thiện kỹ thuật của mình và gọi nó là Godo. Với việc sử dụng Godo của mình, Jack có khả năng tạo hình đồng xu 500 yên theo hình tam giác bằng cách cắn nó ở trong miệng. Thị lực của anh cũng đã được cải thiện đến mức Jack có thể nhìn thấy vô số mạch máu lớn và nhỏ, tương tự như thị lực của Tia X. Bản thân Jack đã tuyên bố rằng Godo của anh coi tất cả động vật và tất cả con người chẳng khác gì với cụm điểm quan trọng dày đặc. Với Godo, Jack có thể cắn và xé các bộ phận cơ thể của đối thủ trong giây lát, điển hình như việc anh dễ dàng đánh bại một con sư tử mà chưa cần phô ra kỹ thuật cắn của mình. 6. Về kỹ thuật. Kỹ thuật số 1 cũng là kỹ thuật Jack Hanma sử dụng nhiều nhất chính là cắn. Người sử dụng răng của mình để xé ra thịt của cơ thể đối thủ, Jack có thể dễ dàng xé thịt người, dừa và gỗ cứng bằng răng của mình. Anh sử dụng kỹ thuật này lần đầu tiên để chống lại Kengo Misaki. Cú cắn của Jack mạnh đến nỗi suýt xé đứt cánh tay của Misaki. Thậm chí trong trận chiến với Garland, Jack cũng xin nhẹ hai ngón tay của đồ vật rồi thì khi đối đầu với Goki cũng cắn nát gót chân ông. Kỹ thuật thứ hai là Chop Blow, được sử dụng để chống lại Alexander Garland. Trong quá trình di chuyển, thay vì mở lòng bàn tay, Jack nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm rồi một cú tát vào mặt đối thủ. Kỹ thuật thứ ba mang tên Suplex cũng được Jack sử dụng để chống lại đồ vật nổi tiếng Garland. Người dùng nắm lấy đối phương bằng cả hai tay từ phía sau, sau đó họ ném đối phương về phía sau và đập họ xuống đất. Một kỹ thuật nữa cũng được Jack sử dụng trong trận chiến với Alexander, chính là Nukite, một kỹ thuật chiến đấu của Karate dùng bàn tay của mình, trường ngón cái và đâm vào cơ thể đối phương như một ngọn giáo. Kỹ thuật thứ 5 là Feint, như đòn để chiến đấu với bậc thầy Shibukawa Goki. Kỹ thuật 6, Fetish Dash, người dùng vào vị trí của một người chạy sau đó bắt đầu chạy về phía đối thủ. Trong quá trình va chạm, người dùng nắm lấy đối thủ để hạ gục bằng động lượng. Kỹ thuật thứ 7 là kỹ thuật mà Jack đã học được từ chính đối thủ của mình Goki để phản đòn ông. Bậc thầy sử dụng Aiki lại bị chính kỹ thuật Aiki hạ gục. Kỹ thuật thứ 8 của Jack Hanma là Ice Kick, được anh sử dụng dùng để chống lại Izu Motoba. Người sử dụng giơ chân cao hơn đầu của đối phương và nhanh chóng hạ xuống. Nó chủ yếu được sử dụng để tấn công vào đầu, vai và cả mũi của kẻ thù. Kỹ thuật thứ 9 mà Jack sử dụng là Jab, một cú đấm nhanh sắc bén được tạo ra thường nhằm vào đầu đối thủ. Kỹ thuật này được Jack sử dụng trong trận đấu với Nomi Nosukune 2. Video trên đây là tất tần tật những thông tin về con trai cả của dòng họ Hanma, người khổng lồ chưa hệ nạp VIP cắn thuốc Jack Hanma. Nếu thấy hay, các anh em đừng quên cho hai tập show này một like, một đăng ký kênh và comment đóng góp ở phía bên dưới nha. Cảm ơn các anh em đã đồng hành cùng tôi trong suốt video ngày hôm nay. Chúc các anh em một ngày học tập, làm việc cũng như là rank hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp.